Trong chủ đề ngày hôm nay, Share Corner xin được phép chia sẻ cùng bạn những câu nói hay về gia đình và cầu chúc cho tất cả chúng ta ai cũng có một mái ấm để trở về mỗi khi mệt mỏi. Tiền có thể mua được một ngôi nhà, nhưng không thể mua được một tổ ấm. Bạn có thể có nhiều bạn bè, nhưng bạn chỉ có duy nhất một gia đình. Duy chỉ có ở nơi gia đình, người ta mới tìm được chỗ nương thân để chống lại những tai ương của số phận. Bạn sẽ không thể tìm được một nơi nào khác mà ở đó có những người sẵn sàng hy sinh, lo lắng và bao bọc bạn hơn gia đình. Gia đình là chốn bình yên nhất trong cuộc sống này. Bạn được sinh ra từ gia đình của mình và gia đình được sinh ra từ trong bạn, không mưu cầu, không đổi trác. Mọi thứ thay đổi chúng ta, nhưng chúng ta luôn bắt đầu và kết thúc mọi thứ với sự quan tâm của gia đình. Trong tất cả những điều có thể tưởng tượng được, thì gia đình là một đường kết nối với quá khứ và cây cầu nối với tương lai của mỗi chúng ta. Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về, nơi đó chính là gia đình. Gia đình đó là nơi bình yên và an toàn nhất. Cho dù mọi thứ có quay lưng lại với ta, thì có một thứ mãi mãi không hề thay đổi, vẫn lặng thầm đi bên ta, vẫn giang tay đón ta trở về. Gia đình chính là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên con đường đời đầy rẫy những chông gai. Nhà không cần phải quá lớn, miễn là trong đó có đủ yêu thương. Gia đình không đơn giản chỉ là một danh từ, mà là mục đích để bạn phấn đấu. Khi bạn còn nhỏ, gia đình là nơi giúp bạn che chắn những sóng gió. Khi bạn lớn hơn một chút, thì gia đình là nơi cùng bạn đương đầu với những sóng gió. Và đến cuối cùng thì gia đình là nơi duy nhất để bạn quay về. Khi mọi thứ dường như trở nên tồi tệ, chỉ có một vài người luôn đứng bên bạn mà không hề do dự, đó chính là gia đình. Gia đình không phải là việc bạn mang dòng máu của ai, mà là việc bạn yêu thương, chia sẻ, cảm thông và quan tâm đến ai. Không có gì là hoàn hảo cả, gia đình cũng vậy. Ngoài niềm vui, hạnh phúc, còn có những cãi vã, giận hờn. Nhưng chính những điều đó mới làm cho gia đình hoàn thiện hơn, cãi vã để hiểu nhau hơn và giận hờn để yêu thương nhau nhiều hơn. Mỗi người là một cá thể riêng, không thể áp đặt cho nhau, nhưng mỗi người hòa hợp và nhường nhịn nhau một chút thì sẽ làm gia đình của mình ngày càng đầm ấm hơn. Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà gia đình là tất cả mọi thứ. Gia đình là lớp học đầu tiên dạy ta những câu nói đầu đời, và gia đình dạy cho ta biết thế nào là yêu thương, che chở và bao dung. Và chỉ có nơi này mới có thể đủ lòng bao dung khi ta phạm phải những sai lầm. Đây cũng là nơi duy nhất để ta trở về sau những vấp ngã. Không có tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ, không có sự quan tâm nào to lớn bằng sự quan tâm của cha. Hãy dành thời gian cho gia đình mình, ngay cả khi bạn không hề biết điều gì đã và đang xảy đến với cuộc đời mình. Và hãy luôn nhớ rằng, dù bạn có đi bất cứ nơi đâu, bạn vẫn có thể trở lại với chính ngôi nhà của mình.